nhiêu tiền một cân cháu? 15.000. Mua đi. Mấy hôm nay sao mà nóng thế nhở? Sao chị mưa đây? Nóng quá mà. Thấy hàng chưa? Cho con một cân hành. Gọi đây, gọi tiếp. Bác trưởng xuống rồi, trưởng ấy, trưởng Thành ấy, trưởng Thành gần nhà đấy, bác chân mấy, gần nhà bà cụ ấy. Thank you.
Lấy nhiều thịt này nên lấy đủ 3 cân nữa. Nhưng lấy nhiều hơn nữa. Nhưng mà có hại đâu mà. Thank you.
Cái này nó xấu xấu hay không xấu là lấy đẹp phải không? Cái quả đẹp đẹp. Rồi, đang này không bây giờ. Thank you.
Ok đó. Ra ngoài đi. Đi.